tô, thái thêm ít rau ấy để gọn vào. Chim được chưa nhỉ? Dạ. Chim. Cắt chảy làm bốn đi. À, chặt làm bốn đi. Còn con kia thì làm đôi. Nửa con đấy thì làm đôi. Sau rồi quay ra lấy lẩu hải sản. Xong cái ấy chưa? Xong. Thế bên nào có cái nước sốt hải sản đi. Nước sốt hải sản. Làm gì có nước sốt hải sản. Nước cũng mà. Đầu giờ không bảo đi. Đến giờ làm kéo ai mà pha cho mày. Đầu giờ kiểm tra đi. Ôi trời ơi. Hỏi anh xem thế nào rồi anh rảnh anh chờ anh một tí rồi anh đi làm cho. Anh làm xong mấy cái này rồi anh sẽ làm cho. Lần sau rút kinh nghiệm là kiểm tra đi xong rồi để anh ấy xử lý. Ok.